Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Đàn ông chơi nước hoa, anh mê xạ hương hay diên vĩ của tác giả Gấu SB được đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của bài viết nha. Xôi thịt mãi cũng nhàm, tôi xin phép đổi vị với chủ đề hôm nay, nước hoa nam và vài bí quyết giúp gây ấn tượng bằng mùi hương. Đây là bài mở đầu cho series nước hoa nam. Nếu các thím ủng hộ, tôi sẽ theo đuổi chủ đề này lâu dài với các bài viết hardcore và chuyên sâu hơn nhé. Dạo đầu cho một cuộc chơi lành mạnh. Tôi không dám nhận mình có hiểu biết sâu sắc về nước hoa nam, vì thú chơi này cũng đến với tôi trong thời gian không lâu trước đây thôi. Tuy vậy, cũng xin được chia sẻ những cảm nhận và kinh nghiệm của tôi về lĩnh vực này. Mong rằng bài viết sẽ có ích cho một số thím muốn dạo bước trong thánh địa của mùi hương. Nước hoa không giống bất cứ sở thích cá nhân nào tôi từng theo đuổi. Nó gây mê trực tiếp bằng cả năm giác quan, đặc biệt là khứu giác. Cảm giác háo hức đập hộp, mở tung sản phẩm, ve vuốt các cành, sợ nắng gốc chai, nhẹ nhẹ mở nắp và hít thật sâu, thực sự khiến đầu óc trở nên mê muội không lối thoát các thím à. Cũng cần phải cảnh báo một chút, một khi đã bập vào chơi đùa với mùi hương, các thím chỉ có nước úp mì tôm ăn qua ngày. Mọi thứ khác như quần áo, son phấn, bia rượu đều có thể phải nhường chỗ cho thú chơi xa xỉ, nhưng hấp dẫn đến kinh người này. Cứ làm vài vòng quanh các group về nước hoa, rồi các thím sẽ hiểu rõ hơn tuyên ngôn nghe sặc mùi điêu toa này thôi. Vài thuật ngữ phù phiếm nhưng không thể bỏ qua. Thím nào chơi nước hoa chắc cũng nghe đến mòn tai các cụm từ như là độ bám, độ tỏa, ba tầng nốt. Nếu muốn có kiến thức chuyên sâu hơn về các nốt, các thím có thể check từ điển hướng dẫn của Bo Jensen, đảm bảo hoa mắt chóng mặt về sự phong phú của thế giới perfume. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ đưa ra các khái niệm cơ bản, làm nền tảng cho các thím mới tìm hiểu về nước hoa. Nắm được các khái niệm này, các thím sẽ chủ động và tự tin hơn khi gia nhập môn phái. Ít nhất lúc mua bán cũng sẽ rắn mặt, bớt bị mấy thương lái trên Facebook chăn như chăn gà. Ok, vào sông nào. Dựa theo tỷ lệ tinh dầu, có thể chia tất cả các chai nước hoa trên thế giới thành 5 loại cơ bản, sắp xếp theo độ lưu hương giảm dần, như hình minh họa dưới đây. Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì? Cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì, thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Parfum, vua của các loại hương. Parfum, hay còn được gọi là extract, có nồng độ tinh dầu khủng nhất, chiếm từ 20-30% thành phần một chai nước hoa. Điển hình có thể lên tới 40%, như chai Essences Parfumum Roma. Extract có giá cao nhất, nhưng thường được đóng trong chai nhỏ nhất. Nghe hơi buồn cười, nhưng lý do sẽ nói sau. Bạn giao hưởng mùi hương mà dạng extract đem lại cực kỳ xuất sắc và mê đắm. Vì thế chỉ cần một giọt ở sau gáy hoặc chấm nhẹ lên bất cứ nơi nào có mạch đập trên cơ thể, đảm bảo các thím có thể tỏa mùi thơm cả ngày. Nếu tiền không phải là vấn đề thì các thím nên cân nhắc chơi thử dạng extract, cực kỳ chất lượng và xứng đáng. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng về sức mạnh tỏa ra mùi thơm xung quanh của extract. Tinh dầu cao khiến cho dạng nước hoa này bám rất lâu và các tầng hương được phối kết rất tinh tế, có chiều sâu. Nhưng extract lại không mạnh ở khoảng phát tán ra môi trường. Nói cách khác, độ tỏa hương sẽ không cao. Muốn làm ngôi sao thu hút sự chú ý từ đám đông trong một không gian rộng thì dạng nước hoa này không phải là lựa chọn thích hợp nhất. Nên dùng extract khi các thím muốn kích thích, gây tò mò cho người ở gần. Vì mùi hương của extract chỉ vẩn vơ trên da một chút, như khiêu khích người ta lại gần hơn nữa. Hẹn hò hay ăn tối thân mật, trong không gian nhỏ hẹp, sát nhau sẽ tận dụng tối ưu được sức mạnh của extract. Đến buổi sáng hôm sau,
Dù nam nhân đã rời đi, nhưng trên mái tóc, làn da của người bạn tình vẫn còn lưu rõ mùi hương mạnh mẽ, gai góc của các thiếm. Đây chính là lý do tinh tế làm nên ngôi vương không thể bị lật đổ của Extract. Eau de Parfum, tuyên ngôn không dành cho kẻ chiến bại. Như một chàng trai ngạo nghễ và tự tin, Eau de Parfum gây ấn tượng choáng ngợp bằng độ bám tỏa khủng và tạo dấu ấn mạnh mẽ của một kẻ đi chinh phục. Hầu hết các chai nước hoa thuộc dạng này truyền tải thông điệp rất rõ ràng, khẳng định cá tính mạnh mẽ của người dùng. Dù các note đó có là hương citrus, cam chanh mềm mại, phóng khoáng hay hương gia vị phương Đông bí ẩn, ma mị. Các hãng nước hoa hiện nay thường chọn dạng thức Eau de Parfum như một cách marketing hiệu quả về chất lượng và giá tiền. Một số hãng còn chuyển hẳn vài nhánh sản phẩm từ Eau de Toilette sang Eau de Parfum cho hợp thị hiếu của người tiêu dùng. Eau de Parfum tấn công mạnh mẽ vào khứu giác với sự kết hợp phức tạp của các nguyên liệu đắt tiền. Kể cả khi nước hoa đã thấm vào da thịt, độ bám tỏa và lưu hương vẫn hết sức đáng nể. Độ bám trung bình của Eau de Parfum khoảng 6 đến 8 tiếng. Cá biệt một số chai như là Tom Ford Tobacco Eau hay Armani Cold Profumo thì độ lưu hương còn trâu bò khủng khiếp hơn nếu các thiếm biết dưỡng ẩm và dùng đúng cách. Y hệt một con ngựa bất kham, Eau de Parfum cũng cần một cá tính mạnh tương đương để tận dụng được hết sức mạnh ghê gớm, luôn sẵn sàng bùng nổ của nó. Thật ra nước hoa không giới hạn cho độ tuổi hay tính cách của bất kỳ người dùng nào. Nhưng nếu tìm hiểu và trải nghiệm đủ sâu, các thiếm sẽ thấy mỗi loại nước hoa có tinh thần và vibe rất riêng. Dùng sai dịp và sai người dễ khiến phong độ người đàn ông giảm sút, sức hút cũng không cánh mà bay. Eau de Toilette, đánh nhanh, thắng nhanh, rút lẹ. Nồng độ tinh dầu chỉ khoảng 5-15%, nhưng đừng bao giờ coi thường độ bám tỏa của Eau de Toilette. Lấy ví dụ chai Outremer của nhà Jean Paul Gaultier hay Spice Bond của Victor. Hai chiến binh này sẵn sàng bỏ xa các đối thủ Eau de Parfum như Bleu de Chanel về độ lưu hương lẫn khả năng sát gái. Về cơ bản, Eau de Toilette vẫn thua kém Eau de Parfum về chiều sâu và sự phức tạp của các tầng hương. Nhưng rất nhiều thiếm sẵn sàng đánh đổi hai tiêu chí này để bốc một chai Eau de Toilette về. Lý do rất đơn giản, bên cạnh việc giá mềm hơn thì các em toilette thường không kén chọn thời điểm và không gian để tỏa sáng như là Eau de Parfum. Ngoài ra, tầng hương đầu của các chai Eau de Toilette thường rất mạnh mẽ và có phần hơi phô trương. Khi đứng thử nước hoa ở giữa hàng chục thương hiệu, người mua dễ dàng bị top note đánh bại và bị thuyết phục mua hàng ngay. So với Eau de Parfum khó thẩm mùi hơn, cần nhiều thời gian để cân nhắc quyết định. Chai nước hoa thể hiện cái gu và sự tinh tế của người đàn ông. Chỉ một thoáng bắt gặp một mùi hương đặc biệt, mọi người có thể đánh giá rất nhanh tính cách của một người lạ. Vì thế, chọn lựa một chai nước hoa hợp cá tính và hoàn cảnh là hết sức quan trọng. Ví dụ nha, các giới tuổi teen đừng dạy chơi Valentino Uomo Intense cho già người. Nếu mặc vest đóng suit đi phỏng vấn thì tránh Le Male vì mùi hương vốn không đứng đắn. Khi đi nhậu và quẩy với lũ bạn thân thì Bleu de Chanel và Tech DMS lại cứng và hơi nghiêm túc quá. Đây chính là những quy tắc bất thành văn mà các thiếm nên nắm rõ và cẩn trọng khi sử dụng nước hoa. Eau de Cologne, chàng Casanova thoát ẩn thoát hiện. Nhiều người ví chơi nước hoa dạng Eau de Cologne giống như là phí tiền mua nước lã về xịt bởi nồng độ tinh dầu rất thấp, chỉ khoảng 2-4% và độ bám tỏa bị các đàn anh nói trên bỏ xa hàng dặm. Tuy nhiên, Eau de Cologne lại cực kỳ phù hợp với những chàng trai ưa cảm giác tươi mới, sảng khoái của một đêm hè được đứng giữa không gian rộng lớn của rừng già. Sức mạnh của Eau de Cologne không nằm ở độ lưu hương hay độ bám tỏa khủng khiếp. Chơi dạng nước hoa này giống như tham gia một trò vần bắt nghịch ngợm của cảm xúc hơn. Tưởng tượng các thiếm vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên da vẫn còn hơi ẩm và phảng phất mùi xà phòng đàn ông phóng khoáng. Bằng một vòng tay dứt khoát, các thiếm ôm siết lấy người con gái từ đằng sau, vờn những lọn tóc và cắn nhẹ vào vành tai nàng. Đó chính là cái vai bí ẩn và khác biệt mà nhiều người đàn ông khao khát tìm kiếm ở Eau de Cologne. 4711 của Wilhelm Muehlens được coi là chai Eau de Cologne đầu tiên trên thế giới, được tạo ra cách đây hơn 200 năm và tới nay vẫn có rất nhiều fan hâm mộ. Mang vẻ ngoài cứng cáp đậm hơi thở unisex, 4711 mở đầu tươi mát cùng hương cam bergamot và chanh, hương giữa thì nồng nàn dưa lưới, hồng Bulgari và hoa ly, động lại hương cuối đầm thấm của tuyết tùng, đàn hương và xạ hương. 4711 thực sự là một bản hòa ca tuyệt đẹp
và hoài cổ, gợi nhớ về một quá khứ xa xôi và yên bình của châu Âu. Old pleasure, nghiện nhưng vẫn còn ngại, là dạng nước hoa giá mềm nhất, hợp với học sinh, sinh viên, những người chưa có nhiều tiền để chơi mà vẫn muốn bản thân tỏa ra mùi hương dễ chịu. Fresher bám tỏa, giữ mùi đều kém, phải tinh mũi mới thẩm thấy hương thơm dạng này. Tên gọi Old Fresher có nghĩa là fresh water, rất đúng với bản chất. Thành phần tinh dầu chỉ chiếm từ 1-3%, chủ yếu là nước và fresher cũng chứa rất ít cồn. Vì những lý do này mà fresher bay mùi nhanh, khả năng gây ấn tượng cũng bị xếp hạng thấp nhất trong list. Tuy nhiên, vì nhẹ nhàng đơn giản nên fresher rất hợp với những thím có làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng vì cồn. Cứ để ý lúc xịt nước hoa, các thím sẽ có cảm giác hơi the mát, dễ chịu trên da. Đây chủ yếu là do tác dụng của cồn đó. Với khả năng yếu kém xếp bét trong list, người ta dễ dàng nghĩ fresher sẽ dần biến mất trên các kệ nước hoa của giới mộ điệu. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Fresher vẫn có chỗ đứng khá vững chắc và dành riêng cho một nhóm khách hàng đặc biệt. Kiểu đàn ông, anh vốn chẳng thích chơi nước hoa đâu, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh xô đẩy mà không dùng không được. Đi sự kiện quan trọng, hẹn hò lần đầu, gặp mặt nhạc phụ, nhạc mẫu, vân vân là những dịp phải tút tát, đầu tư cho vẻ ngoài ấn tượng hơn mức bình thường. Tuy nhiên, các thím lại không thích khoa trương quá mức. Lúc đó, chút hương vấn vít, hư ảo của Fresher là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Chơi dòng designer hay đá sang niche. Nhiều thím hay đăng lên các forum về nước hoa, hỏi những câu như nước hoa để crush chỉ muốn lăn xả vào mình, hay mùi gì tạo cảm giác chững chạc nam tính. Đúng là mỗi chai nước hoa sẽ tạo ra những cảm nhận rất đặc biệt. Chai thì phóng túng, playboy, chai lại sexy, gợi cảm. Nhưng tôi cho rằng nước hoa xịn sò cỡ Creed Aventus cũng chỉ là phụ kiện nhằm tôn lên những tố chất có sẵn của một người đàn ông mà thôi. Dù các nhà làm hương có tài năng kiệt xuất đến độ nào cũng bó tay, sao có thể biến không thành có, đổi lốt sư tử cho mèo con được. Để chọn được một chai nước hoa ngon, mượt và hợp gu, thử nghĩ xem các thím muốn đi theo hướng nào, trở nên độc đáo, khó bị nhầm lẫn hay thích được khen ngợi và gây chú ý vì những mùi hương nịnh mũi, hút đám đông. Phần sau đây sẽ phần nào giải đáp thắc mắc cho các thím. Phân biệt hai nhánh lớn. Một cách khái quát, có thể chia nước hoa thành hai trường phái chính là designer hay còn gọi là mainstream và niche. Đúng như tên gọi, nhánh designer bao gồm nước hoa của các thương hiệu vốn làm về thời trang, trang sức, thậm chí là nội thất tạo ra. Còn niche thì ngược lại, đây là tinh túy được tạo ra bởi những house chuyên trị về nước hoa. Các thím có thể dễ dàng tìm mua được nước hoa designer trong các trung tâm thương mại, cửa hàng mỹ phẩm, làm đẹp, shop miễn thuế. Nhưng nước hoa niche thì khó kiếm hơn, mạng lưới phân phối niche khá hạn chế, giá nước hoa niche cũng đắt gấp nhiều lần các dòng designer. Thêm vào đó, mùi hương niche thường đa tầng, phức tạp và vốn không phải phần thưởng hợp gu cho số đông. Chiến lược cơ bản. Những thương hiệu designer nổi bật và thống trị thị trường phổ thông như Dior, Chanel, Hugo Boss hay Hermes rất biết cách đổ tiền vào marketing và quảng cáo rầm rộ nhằm lôi kéo số đông người dùng mua sản phẩm của họ. Các thương hiệu này giỏi tạo ra những mùi hương nịnh mũi và tương đối dễ dùng. Họ tập trung vào việc tạo ra và bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt. Dù nhiều thím chơi nước hoa designer phổ biến và có vẻ nhàm chán, thì cũng khó phủ nhận được sức lôi cuốn và độ hút gái ghê gớm của những chai là New Delon, Yves Saint Laurent, Automel, Jean Paul Gaultier hay Sauvage của Dior thần thánh, những holy grail của giới chơi nước hoa thời thượng. Bên kia chiến tuyến, nhánh niche như By Kilian, Amouage, Creed hay Jo Malone lại không dùng chiêu vắt sữa bò tầm thường mà đánh vào tâm lý thích dùng hàng tuyển, cực phẩm của một bộ phận người dùng say mê và có khả năng theo đuổi thú chơi hương xa xỉ. Chiến lược này tỏ ra rất hiệu quả, vì thế mà Tom Ford có thể tự tin hét giá 7 triệu cho chai Lost Cherry dung tích 50ml mà vẫn còn lo khan hàng. Lý do khiến cho các thương hiệu niche có thể hét giá ngất trời mà vẫn được săn đón đơn giản nằm ở sự độc nhất, nguyên bản của sản phẩm. Đôi lúc các phù thủy làm hương đẩy sự độc đáo này tới mức hơi cực đoan, dẫn tới tình trạng phân cực rõ rệt của một bộ phận người dùng. Người thích thì mê say hết nấc, còn không thì căm ghét, thậm chí tẩy chay một mùi hương lạch tông là chuyện rất bình thường.
Vậy là đã đến đoạn kết rồi. Còn rất nhiều điều muốn chia sẻ về nước hoa, nhưng như mọi lần, tôi vẫn phải gác bút để các thím có thời gian đọc và ngẫm nghĩ. Lúc viết bài này, tôi đang dùng Savage trên nền Rydell của Home Intense và Dylan Blue. Tai thì nghe list nhạc chill. Cái lạnh tê tái của mùa đông Đức chỉ có thể được sưởi ấm bằng những tầng nước hoa phức tạp như thế này thôi các thím à. Thím nào có câu chuyện hoặc trải nghiệm đáng nhớ về nước hoa thì giải bày tôi hóng với nhé. Chúc các thím luôn ngon dai và mãi thơm. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!